viên này là cái viên hình thang, còn cái viên này là viên hình tam giác, hiểu không? Nó chỉ khác nhau về đấy thôi. Đó. Cũng na ná đó chị. Cũng na ná. Thế là xong rồi cuối cùng sao nó giống thế? Xong cuối cùng là đấy, thành một clip trên cuộc sống của clip. Có nghĩa là cái hôm đó đi sự kiện của em ấy, ai so sánh em ấy. Cái mình hồi đấy là chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Thì mình ngồi kiểu mình ngồi sang á. Mình ngồi sang á, kiểu ngồi sang thì ngồi thẳng lưng và kiểu mắt nhìn đây thôi. Nó bảo chuyện đấy, nhìn là biết là không ưa nhau rồi đó. Không có ưa nha. Đang diễn đó nha, không có ưa nha. Thực ra là không có ưa thật nha. Ủa vậy đó ha. Không có ưa nha. Thôi bây giờ chuột lõi với em đi, cho em cái này để em đeo hai bên. Ờ đây. Cho khán giả biết chiếc đó nhiều được không? Đây. Trời ơi, cái này đá Nam Phi. Đá Nam Phi. Đá Nam Phi nha. Có 1 triệu bạc. Đá Nam Phi mà. 1 triệu bạc 1 chiếc. Đá Nam Phi nha. Chiếc. Đá Nam Phi mà. Đá Nam Phi thôi. Đá Nam Phi. Trời ơi, lần này nó còn chị ơi, chị để kim cương gọi là đá quý mà em quên rồi. Em trả chị. Sao? Nó tụt một cái em xỉn, nó tụt một cái em biết lấy đâu. Ngày xưa mặc đầm của Jolie Blue quá trời.